màn trình diễn siêu tệ của trận gỗ Darwin Núñez trước Man City. Liverpool làm khách trên sân của Man City ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh với quyết tâm rất cao. Hai lần để đối phương vượt lên dẫn trước, đội cóp đều có thể gỡ hòa. Nhưng pha lập công quyết định của Nathan Ake đã mang đến chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân Etihad. Ở trận đấu với Man City, tiền đạo Darwin Núñez là một trong những người dứt điểm tệ nhất bên phía đội khách. Anh có 4 lần kết thúc nhưng tất cả đều đi ra ngoài. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống bỏ lỡ ở phút thứ 42. João Gomes có tình huống chuyền bóng thông minh giúp cầu thủ người Uruguay có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Tuy nhiên, dù có thời gian căn chỉnh góc sút nhưng tiền đạo này vẫn thực hiện cú đá đi chạy cột dọc. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Klopp tỏ rõ sự thất vọng với tình huống xử lý của học trò. Kế tiếp, tiền đạo sinh năm 1999 đổi sang kỹ thuật kết thúc một chạm ở cự ly gần hơn và tư thế cũng rất thoải mái, song hiệu quả không có gì thay đổi. Dù đã ghi được 9 bàn cho Liverpool trên mọi giải đấu từ đầu mùa 2022-23, song rõ ràng Núñez chưa thể hiện đúng giá trị lên đến 85 triệu bảng của mình.